Quý khách hàng đang tìm những cái nhà diện tích rộng với thiết kế xây 2 đến 3 tầng thì đừng bỏ lỡ video này. Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị một dự án mới nhất 5 căn là tại với lại Đại Thành Quốc Oai với diện tích từ 41 tới 54 mét vuông nha mọi người. Ngõ to, đường rộng, thông thoáng. Với 5 căn nhà này ấy, thì ô tô nhỏ có thể đỗ cổng và diện tích thì từ 40 cho tới 54 mét vuông mọi người ạ. Đây, được thiết kế và xây dựng 3 tầng, sổ đỏ đầy đủ. Hiện tại thì với cái hiện trạng của ngôi nhà này ấy, thì đang là vào phần hoàn thiện nốt, cho nên Ngọc Ánh sẽ không quay cụ thể căn nhà nào mà sẽ quay sơ qua cái vị trí cũng như là cái địa hình ở xung quanh đường, ngõ cho quý vị nha. Vị trí của nó là thuộc Quốc Oai mọi người ạ. Với cái vị trí này ấy, thì nó gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, nó gần với lại cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài. Xung quanh thì cũng ngập tràn tiện ích. Đó, một căn nhà này thì là lô góc rộng. Với cái giá chào bán ấy thì chỉ từ 1 tỷ 960 triệu đồng dành cho một ngôi nhà 40 m. Còn cái ngôi nhà Ngọc Ánh đang đi vào ở đây thì diện tích của nó là 54 m, thì cái giá của nó là 2 tỷ 250 triệu. Và cái căn bên cạnh 51 m thì là 2 tỷ 150 triệu. Và đây là cái đường vào của 3 căn bên trong 40 m này nha mọi người. Được thiết kế và xây dựng là 3 tầng. Đấy, rất là rộng. Với 5 cái căn nhà này thì nó đang vào cái phần hoàn thiện về cái phần sơn này, phần lắp tủ bếp này, phần lắp cửa nữa nha mọi người. Đó, sẽ quay và gửi cho quý vị 5 căn nhà này. Hiện tại thì vẫn còn 5 căn. Hướng nhà thì là hướng Đông Nam và hướng Đông Bắc. Đây, với 2 căn nhà này là hướng Đông Nam mọi người ạ. Đây là 2 căn hướng Đông Nam. Căn bên này thì là 2 tỷ 150 triệu. Căn bên này là 2 tỷ 250 triệu, lô góc 54 và 51 mét. Hướng Đông Nam này thì cũng rất là mát. Và cái ngõ này thì ô tô nhỏ có thể đỗ cửa được mọi người ạ. Ô tô nhỏ, ô tô taxi lùi vào tận cửa. Mọi người theo em lên trên phía các tầng phía trên xem thiết kế với cái 54 mét vuông này thiết kế ra sao. Với 54 mét thì phải nói thật với mọi người là vào cái không gian nhà nó rất là rộng, nó rất là thoáng. Với cái phần mặt tiền của nhỏ nó hơn 4 mét, 4 mét rưỡi nữa. Đó, và cái căn nhà này lô góc thì ưu điểm lớn nhất đây là cái phần phòng bếp nha mọi người. Đây là cái không gian phòng bếp. Đấy. Và với cái lô góc này thì có một cái cửa ngách này hướng ra phần ngõ này, rất là thoáng. Tiếp theo, mời mọi người theo em lên trên phía các tầng xem với cái phần hoàn thiện đến đâu rồi nhé. Và đây là cái phần tầng 2 của ngôi nhà. Với cái căn nhà diện tích rộng này ấy, thì chủ nhà chỉ thiết kế có 3 tầng thôi mọi người ạ. Phòng nào cũng ngập tràn ánh sáng, cửa sổ thông thoáng. Nó còn đang là phần hoàn thiện cho nên nó hơi ồn nha mọi người. Đó, còn một chút về phần lắp cửa này, phần sơn này, lắp điện nữa là căn nhà này có thể hoàn thiện và bàn giao luôn. Thì khi nào mà cái căn nhà này xong ấy, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi chỉnh chu tới cho mọi người một cái video mà nhà đã hoàn thiện nha. Đấy, diện tích phòng rất là rộng, 54 m². Thực ra thì có rất là nhiều quý khách hàng quan tâm những cái diện tích nó rộng. Ở cái khu vực này ấy, thì nó rất là yên tĩnh mọi người ạ. Nó ở trong ngõ mà, nó cũng rất là yên tĩnh. Và đi lại thì nó cũng xem xem với lại cái khu vực phường Yên Nghĩa, Hà Đông. Đó. Và mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 2 thì thiết kế 2 phòng ngủ. Tầng 3 thiết kế cũng 2 phòng ngủ thoáng trước sau. Đây. Còn hơi ngổn ngang. Cái quan trọng nhất của video này Ngọc Ánh muốn quay và giới thiệu cho quý vị đó là 5 căn nhà diện tích rộng, diện tích từ 40 cho tới 54 mét vuông, tất cả đều đã có đầy đủ sổ đỏ, bàn giao nhà được luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và với những cái căn nhà này ấy, quý vị có thể chi trả trước khoảng tầm 800 triệu tiền mặt đến 900 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm. Đó. Đây. Phòng này thì quý vị có thể làm thiết kế phòng thờ. Như vậy với cái căn nhà này ấy, diện tích 54 mét vuông, giá 2 tỷ 250 triệu mà cái thiết kế của nó tối ưu công năng ở đây là được 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, một đây là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi.
Và phía trước mặt chúng ta đó là một mảnh vườn vô cùng rộng. Với cái không gian này, nếu như quý vị nào thích mà yên tĩnh cũng như là thích một cái không gian, cái không khí thoáng đãng thì cái căn nhà này đáp ứng đúng cái tiêu chí cho quý vị. Diện tích rộng, sổ đỏ đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, thiết kế 3 tầng hợp lý. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin hoặc mọi người có thể mua cái căn nhà này tại thời điểm này được nha. Và sẽ chờ chủ là đầu tư hoàn thiện nốt để có thể bàn giao nhà cho mọi người. Mọi người liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, cụ thể về cái căn nhà này cũng như là những cái căn nhà khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.